Thôi thôi lủng xe luôn rồi các bạn ơi. Đây nè. Trời đất ơi, xe lủng mất tiêu rồi. Bây giờ cuốc bộ không ai cuốc bộ nữa, cuốc bộ thì đỡ quá, bây giờ đẩy bộ tới nơi rồi đi câu thôi, ngày mai về tính sau ha. Tiêu rồi này, lủng rồi, cái xui quá. Vỏ tôm này các bạn ơi, suối này nó có cả tôm này, vỏ tôm nó lột xác á. Đây có cả con chim chép nè, mình nhặt theo luôn ha, vì tối nay là không biết có gì ăn không. Ủa, nó phân nước. Nãy giờ vật vật vã với cái thuyền nè, gom đồ từ trên kia xuống rồi, tại vì xe nó lủng các bạn. Tôm nè, chim chép nè, cua nữa, cua lột xác quá chừng luôn, tôm cua gì cũng lột xác. Cái suối này là đầy đủ luôn, kiểu gì cũng có hết. Thấy chưa? Thôi bây giờ đi các bạn ơi, giờ cũng tầm 10 giờ rồi, cũng trễ rồi. Đi xuống bãi sớm sớm rồi mình làm sớm ha. Các bạn nhìn mặt nước kìa, nó y như một cái tấm gương luôn các bạn ơi. Tức là nó không có dòng chảy đó, em ru mà. Thấy không? Y như hồ vậy. Thôi đi xuống cái bãi kia đi. Cái bãi này để cái vịnh này để chiều lên câu. Ồ, bữa nay nó cạn kỷ lục luôn, nó trơ hết đá ra nè các bạn. Lộ hết đá dưới sông lên nè. Mấy con chim nó gặp mình cái nó quen luôn các bạn ơi. Đang đi tìm chỗ đáp đây, chắc là đáp đây thôi. Không biết là ngủ chỗ nào được. Về đây ha. Rồi chắc có lẽ là mình chọn bãi đáp ở khu vực này nha các bạn ơi. Rồi mình găng câu thì găng ở trên này, găng ở dưới rồi tùm lum đó, nhưng mà mình sẽ ở đây ha. Tối là ngủ ở đây nè, rồi nấu ăn nấu nướng ở đây luôn. Nước chắc là vừa xuống thôi chứ bạn thấy không? Cái đất cái đá nó còn ướt kìa. Chắc là vừa xuống rồi tối. Ở đây câu cá rồi, có chỗ rộng cá nữa, có một cái vũng nước nhỏ kìa. Quá tuyệt vời rồi. Chỗ này đẹp lắm các bạn ơi. Đây. Đây, bạn coi toàn cảnh nè. Đẹp chưa? Bữa nay là nước rút kỷ lục luôn. Bữa giờ đâu thấy nước rút dữ vậy đâu. Ok. Rồi để chuẩn bị cho chuyến đi hôm nay thì mình có chuẩn bị một số cái đồ sau. Đây là lưới đựng cá, cái áo len nè, rồi đèn pin, một cái nồi nước uống, còn đây là mồi câu nha các bạn. Mồi câu thì một bịch sung chín nè, rồi con trùng, cả trùng hổ và trùng mũ nha các bạn. Trùng này để tối mình câu cá lăng, tối mình ngâm cả đêm coi có dính cá lăng bự không ha. Đây là lưỡi câu, máy câu. Rồi, đây là túi đựng máy ảnh của mình. Rồi, ở đây là dây. Dây để tí nữa mình giăng câu nè. Ok, dây. Rồi một cái áo khoác nữa để tối lót. Ở đây đá nằm tối đau lưng, đau lưng lắm, không chịu nổi đâu. Hướng dương. Rồi, đây là cần câu. Vậy thôi. Đồ đạc mình hôm nay chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Mình còn một mớ đá làm neo nha các bạn. Neo xuống
vừa có neo rồi vừa gắn cái phao chai nước luôn. Bữa mình có làm một hai cái video về cái giăng câu rồi đó. Hôm nay là ráng kiếm cá bự về ăn Tết, về để tủ lạnh các bạn, mần sạch cái để tủ lạnh. Đi rồi mấy ngày Tết mình ăn ha, nấu lẩu rồi ăn chứ Tết mà ăn thịt kho rồi canh khổ qua riết ngán lắm, cả bánh chưng bánh tét nữa. Tối mình Tết mình đổi món cá, cá sông mình ăn cho sướng. Về trái sung thì mình đã nói nhiều ha. Các bạn nào mà không biết có sung câu được trái gì thì mình cứ lên YouTube mình search cái chữ là trái sung câu cá bằng mồi trái sung, hoặc bấm chữ mồi trái sung mà ra. Thì hôm nay mình sẽ cắt đôi nó ra ha, để cho nó thơm hơn nè. Thơm hơn mình gắn câu cho nó nhạy. Đó, cắt sẵn tí nữa ra cái móc vô thôi chứ lên thuyền ngồi cắt nó vướng. Này là chắc mọi người về quê hết rồi gì, ai mà đi làm xa chắc về quê hết rồi, mình thì lại mò vào rừng. Những ngày này người ta thích ở nhà hơn, mình đi kiếm cá trước cái đã. Là chuẩn bị xong rồi, giờ đi giăng thôi. Chúc may mắn các bạn. Này nước rút mà, chắc mình nước rút vậy có lẽ là ngon hơn ạ, à. Ngon hơn mấy bữa nước chảy mạnh ạ. Ok. Thuyền mới nè, đi yên tâm. Rồi, giăng câu như thế này á thì khi mà tất cả mọi thứ nó đã hoàn hảo hết rồi á thì tiếp theo là cái mình phải chọn được cái điểm giăng câu nó hợp lý, thích hợp. Thì cái điểm giăng câu thứ nhất này á nó phải có cá, và thứ hai nữa là nó phải nước nó không có chảy, nước nó phải êm đó. Thì có vài cái điều lưu ý khi mà giăng như vậy. Sâu vậy, sâu ghê á. Rồi mình cột ở đây một cái phao nha. Phao thì mình dùng chai nước ngọt thôi, chai nước suối thôi. Phao này là để khi nào mà cá ăn nó kéo phao nhúng nhúng mình biết. Cho một cái lưỡi ở đây. Đây, lưỡi câu mình tóm sẵn hết rồi, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Giờ chỉ có dùng thôi. Rồi. Mấy chỗ càng càng thì gắn lưỡi số 10. Số 10 giờ là vừa rồi. Rồi trái sung nè, sung cắt đôi ra nó thơm lắm, cá nó thấy là nó dứt liền à, sợ không thấy thôi, hoặc là không có cá thôi. Rồi trời, rồi thả xuống. Đó. Gắn thêm vô. Thêm lưỡi câu. Ốc ốc. Bữa nay thấy cái gì ăn được cũng phải lụm hết các bạn ơi. Một con ốc. Ốc bu vàng nè. Cho nó đi. Nay là đói ăn rồi, đi nhặt đồ ăn. Nha. Xong. Mệt.
Đó mình giăng hết rồi. Ngoài đó tầm khoảng mười mấy 20 lưỡi đó. Thì phao có phao rồi ha. Tí nữa có tín hiệu thì mình sẽ biết. Rồi bây giờ đi gom mấy khúc gỗ to to nè, chất lên thuyền hơi trở về bãi để tối có đốt mà. Mình quan sát với cái bãi của mình nó không có gỗ. Đây. Đang chèo ngược các bạn. Xem bên bãi đá nó có cái gì không, bùn trơn, nước nó mới rút mà còn trơn lắm. Ôi ui, tại sao lại có con cá chạch nó chết? Con cá chạch này các bạn ơi, con cá này nó dai lắm, mình sợ sao mà chết rồi. Đây. Ui. Bị thuốc hay gì? Bị chích điện. Rồi chích điện. Thôi, rồi xong rồi đi khảo sát xong rồi bây giờ đi giăng thêm một dây câu dài thiệt dài nữa. Trước khi đi giăng câu nữa thì mình quăng một cần ha, quăng cần để đây coi. Biết đâu tí nữa giăng về cái dính cá bự sao. Hên xui. Gắn cho cái chuông này. Đó. Nè, giờ gắn chỗ này em nè các bạn ơi, làm một dây từ đây xuống mút dưới kia nha. Chỗ nào em mới gắn được. Wow. Bây giờ là 12:30 trưa. Mình vừa đi ngoài nắng vô đó mới vừa ăn câu xong rồi. Vừa thả cần câu tay. Bây giờ tới chiều là phải kiếm được cá. Không là tối nay nhìn đói á, tối nay ăn cơm không. Để chiều mình mát mát mình bơi thuyền vòng vòng á. Bơi thuyền vòng vòng kiếm mấy chỗ đẹp đẹp để kiếm cá. Cái này nó cạn quá đi. Ngồi nghỉ xíu các bạn ơi. Nắng khít. Vừa quăng là có cá ăn các bạn ơi. Trùng hổ này, con này con trùng hổ này. Đó 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 đó. Mày vừa. Vướng cái gì rồi? Con xa quá vướng rồi bạn ơi. Ủa bây giờ là 2:30 chiều rồi. Còn nắng rất là lớn nhưng mà thôi đi câu các bạn ơi, từ sớm tới giờ là chưa được con cá nào hết. Vì mấy dây câu giăng cũng chưa dính luôn. Không thấy giật. Thôi đi bơi lên cái vịnh kia câu. Dây câu chưa dính luôn à. Dây câu tí nữa quay lại rồi kiểm tra thay mồi nha. Một cái máy bơm phía bên kia nó gặp sự cố rồi, phun nước đầy lên trời luôn các bạn.
Các bạn thấy chỗ trắng trắng không? Phun nước đầy lên trời luôn á. Nó đi qua bờ bên kia câu đi. Tính lại đó câu mà nó ồn quá. Mất trùng hổ câu các bạn ơi. Thì mong là lụm được con cá lăng khủng ha. Chỗ này cái vịnh chỗ này sâu nè. Tính ra ngay vịnh câu luôn mà cái chỗ cái máy bơm nó bị xì nước dữ quá đi. Nó ồn quá. Rồi. Chúc may mắn các bạn ơi. Cá nè nè nè, cái cầm bên ngoài bên đây nè. Đó. Có bạn ơi. Trời ơi mừng quá có cá rồi. Cá lăng chắc cái gì á. Con trùng hổ mà. Con chạch lấu rồi. Trời ơi. Đây. Ngon. Mở hàng thì con chạch lấu quá đã rồi. Đấy các bạn. Không có cái vẻ để quấn á. May quá không nuốt lự. Rồi vậy là tối nay có đồ ăn rồi. Đỡ khổ. Làm tiếp. Cái cá ăn móng quá trời luôn mà toàn cá tra không à. Cha con sung cũng không ăn bữa nay nó sao đây. Ôi, có cá bạn ơi. Gì đây? Giống cái gì rồi? Kì vậy? Có cá ăn á. Cái gì đây không biết. Ủa mày rảnh bự quá. Trời đất ơi. Tưởng cá lăng cái gì chứ. Nó ghiềm dưới ai vậy mày rảnh nè. Hên là không tét mép đó nha. Ngon chứ các bạn. Con này to nè. Bằng bàn tay đấy. Rồi, bữa nay chắc là quên mang cái lưới đựng cá theo rồi. Bỏ đại vô vỏ này đi. Quên mang lưới. Cái lưới đựng cá dục ngay cái bãi của mình rồi. Có mang theo mà để nó ngoài bãi rồi. Cho đây ha. Hay em. Trời ơi các bạn ơi. Tin được không? Thấy nó nhịp nhẹ kéo lên một phát hai con luôn à. Chắc đi chung đàn với nó quá. Hai con cá bóng cát luôn. Các bạn thấy không? không thấy ăn mà kéo lên được hai con. Quá đã. Con cá bóng cát này là chắc chết rồi. Nuốt sâu trong con nhỏ này. Cho vô vỏ. Đây, con to hơn. Cá bóng cát thì nó to tầm hai ngón tay các bạn. Thường thường thì to tầm hai ngón tay thôi. Là trưởng thành rồi. Ây da, ui, nó cắn,
răng nó y như răng cá lóc á con này nè, hàm y như hàm cá lóc á, cắn ấy, cẩn thận. Ơi, một tuần này chắc cũng đủ mình ăn cơm tối rồi ha. Bây giờ chắc lên bơi ngược lên vịnh một xíu để đánh cá lớn nha. Mình có đủ cá ăn rồi thì đi đánh cá lớn thôi. Cái vịnh cá lớn ăn móng quá trời, nhìn thấy ham luôn. Trời, tính bơi lên vịnh câu mà sao cái máy nó ồn dữ vậy không biết nữa. Vậy là quay xuống các bạn ơi, quay xuống phía dưới kia câu đi. Ở trên này nó ồn quá đi. Ồn quá quay các bạn nghe tiếng máy không cũng mệt nữa. Đi thăm bây giờ đi thăm cái câu văn á, coi mà mất mồi thì mình thay mồi vô cho nó. Gắn cái chai sung khác vô cho nó, chắc có cá rỉ đó. Ủa này này, ủa cá kéo bạn ơi, cá kéo đúng rồi. Ủa đưa cá trà. Ủa một con cá trà bạn ơi. Ui ăn rồi dính rồi. Ngon. Chắc là cho vô vỏ chứ không để nó dậy đổ thuyền hết. Rồi một em. Ủa thì sao không thấy kéo gì hết trơn mà dính cá thì quá tay luôn. Ngon lành nha, con này ký mấy mà sao nó ấm nhách các bạn, dài thòn ấm nhách à. Chắc bữa giờ nước xuống cái nó không có. Ui đừng có dậy được.